xin mời các bạn cùng với mình đi một chuyến tham quan ngắn đến 1.000 đảo ở tỉnh Ontario nhé. Từ nhà mình ở Montreal đến 1.000 đảo khoảng 253 km, khoảng 2 tiếng 40 phút lái xe. Có khoảng 1.800 đảo nằm trên dòng sông Saint Laurent. Dòng sông này rất lớn với chiều dài 1.850 km, gần bằng với chiều dài của nước Việt Nam mình. Và chiều rộng, lớn nhất khoảng 38 km. Đầu dòng sông sẽ gặp biển Atlantic. Mình đến nơi rồi các bạn. Bây giờ mình đi mua vé tàu. Đây là bảng giá vé. Giá cả sẽ tùy thuộc vào mình chọn 1 tiếng, 2 tiếng rưỡi hay 5 tiếng. Mình chọn chuyến đi 5 tiếng. Sẽ có 2 lần trong một ngày, lúc 10 giờ sáng và 3 giờ chiều. Chuyến 10 giờ sáng sẽ rất là đông du khách. Chuyến đi 3 giờ chiều sẽ ít du khách hơn, vì lúc quay về bến sẽ là 8 giờ tối. Mình chọn chuyến đi 3 giờ chiều vì sẽ ngắn, ngắm được cảnh mặt trời lặn trên sông. Ngày nay, tất cả các nhà trên đảo đều có điện và telephone, được nối bởi dây cáp đặt dưới nước giữa các đảo với nhau. Người dân trên đảo dùng nước của dòng sông này để sinh hoạt và uống qua hệ thống bơm nước, lọc lại và xử lý chất clo. Vào mùa đông, bề mặt của dòng sông sẽ đông cứng lại như nước đá. Nhưng có những khu vực gần cầu thì nước chảy mạnh nên không đông được. Đây là cây cầu biên giới có tên là 1.000 đảo. Nó liền hai nước, bên trái là Canada, bên phải là New York. Cầu này được xây dựng vào năm 1937 với chiều dài là 13.7 km. Đây là tòa lâu đài có tên là Bond Castle, nằm trên đảo trung tâm, là hòn đảo trái tim của các hòn đảo xung quanh. Được xây dựng vào năm 1900 bởi nhà kinh doanh khách sạn triệu phú Mỹ. Ông xây dựng lâu đài này để tặng cho vợ yêu của ông. Hải quan Mỹ đang kiểm tra hộ chiếu trước khi du khách lên tham quan lâu đài. Hình người vợ tên là Louise và hai người con của ông. Đây là hình ông George Bond, chủ tòa lâu đài. Đây là phòng ăn gia đình. Đây là phòng khách. Đây là phòng bia. Đây là phòng ăn của người giúp việc. Đây là nhà bếp. Đây là một căn phòng khác ăn của người giúp việc. Và còn rất là nhiều phòng nữa. Nhưng mà pin của mình sắp hết rồi, do đó mình phải tiết kiệm pin. Đây là cầu thang cho đi lên các phòng ở tầng trên. Đây là phòng của bà Louise. Khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài. Đây là cây cầu biên giới ngắn nhất thế giới, nối liền giữa hai quốc gia, bên trái là Canada, bên phải là Mỹ. Cầu có chiều dài 13 feet, khoảng 4 mét. Mình đang ngắm cảnh mặt trời lặn trên sông rất là đẹp. Hiện bây giờ là 7 giờ rưỡi tối, khoảng 15 phút nữa là tàu về đến bến, kết thúc chuyến đi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Vì là đợt đầu quay video chưa có kinh nghiệm nên màn hình bị rung nhiều, mong các bạn thông cảm. Xin các bạn cho mình ý kiến làm sao cho video được hấp dẫn hơn nha. Mình mến chúc các bạn và gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chào.